Sony dàn đại 715 ha. Dàn này thì nội địa Nhật, chạy một dòng điện thôi, điện 100V, 5 thớt rồi ha. CD hoạt động tốt nè. Thớt thớt này là thớt tuner, này đỡ trang trí thôi chứ còn thật ra mình cũng không có dùng tới đài 108 ha. Nè, equalizer. Thớt này equalizer ha, quen thuộc rồi, 715 nè. Ha. Này âm ly thì chỉnh bass, chép, này palang ha, này tín hiệu đường vào, đường cassette nè, đường outlet ngoại vi ha, đường CD nè, đường tuner, rồi dưới là thớt cassette này dùng tốt nhé, thớt hai học cassette đều dùng tốt hết ha. Âm thì anh em nghe rồi. Bass thì 25 ha, cặp loa ba quay, bass 25 kiềng nhôm ha. Nói chung bộ dàn này thì đẹp lên keng luôn, không gì phải chê hết ha. Đây nè. Loa thì là ba quay ha. Hậu đẹp. Rồi ha. Căng đồ cũng đẹp ha. Chung hình thức thì con này rất đẹp ha, không có gì phải chê hết. Rồi mình nghe lại âm chút ha. Con này có khiển luôn nha. Chung là ngoại hình đẹp len keng ha. Anh em nào có nhu cầu thì gọi cho mình ha.